Thay đại chiến, hôm nay tôi sẽ quyết chiến để lấy lại thể diện đã mất trong 80 năm qua. Ủa em, sao bánh mì không mình vậy? Ra ngoài ăn với chị nè. Chị ơi đi. Ủa đi đâu? Ủa sao chị nói là đi ăn nè, em thay đồ nè, để đi ăn nè, đi. Đâu có, chị kêu ra đi ăn cho nó mát mà. Cho nó nóng lắm. Đã được lắm. Round 1. Round 2. Round 3. Hổ báo đến mấy cũng phải thua tôi thôi.